Dạ em xin phép chào tất cả mọi người. Làm ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần, là em về được một số loại lan và em sẽ chia combo em bán. Và cái clip trước đó là em cũng bán combo, là hàng là của mọi người đặt ra là em đang ở đây rồi. Là cái combo là trong tình trạng là cháy hàng, người nào cũng hỏi combo ấy, còn combo không. Hôm nay em sẽ chia được 10 combo mà cho mọi người sưu tầm. Mà combo lần này là rất là giá rất là mềm, chỉ phù hợp cho những người nó phù hợp cho những người sưu tầm, rất là rẻ nè. Nó là combo 300, mỗi combo như thế này. Đây, một combo như thế này là 300 nha mọi người. Đấy. Rồi, ngày hôm nay chỉ có 10 combo và có 8 suất bạch hỏa hoàng đang trong giai đoạn nụ rồi. Đấy, hoa của bạch hỏa hoàng á là cây thì rất nhỏ nhưng mà hoa rất lớn. Rồi em sẽ quay cụ thể cho mọi người cùng xem từng cái mặt loại lan em có ngày hôm nay. Đầu tiên là cái hàng nguyên bản này, kia là có cái mà có đang có hoa là gọi là đen con tâm. Đó, một nhánh lụa vàng rừng. Này là hỏa hoàng, bạch hỏa hoàng nha mọi người. Đó cũng bạch hỏa hoàng. Này cũng bạch hỏa hoàng này. Đấy, nguyên bản. Đấy, đen con tâm. Cái này là đen con tâm nha mọi người. Có một cây trong kia là người ta gọi là mèo hoang, mà cây nó là một cây nhát điểm hoang nguyên bản đấy. Còn em có một cái miếng là cách ly da rừng nha mọi người. Đấy, nguyên một dì luôn, em cầm lên mọi người xem này. Đấy, nguyên dì luôn, nguyên một miếng vậy, rất là đẹp. Đấy, giá cái này em bán giá 200 nha mọi người. Có một viên ngọc thạch ba màu, nguyên một viên như thế này này. Hôm em bán cái viên này là em đếm là khoảng gần 20 thăng hoa nha mọi người, đang xuống lá hết trơn rồi. Đấy, những cái thăng như thế này này là sắp có cho hoa rồi, gần tới mùa hoa rồi nha mọi người. Ngọc thạch nở hoa rất đẹp. Đây, cái viên này em bán với giá là 300 nha mọi người. Rồi, em giới thiệu combo nè. Đây là combo thứ nhất, gồm các loại lan như thế sau. Nhất là một bó hết nhung. Nhiều lan quá. Đấy, một bó hết nhung nha mọi người. Hết nhung nè. Nhung là đang trong nụ rồi, đang cho hoa rồi nha mọi người. Này mà cách ly da. Này là ngọc thạch. Đấy, ngọc thạch nè. Này là nhãn hương. Này là quế. Đấy luôn. Này là thanh đạm hàm long nha mọi người. Hoa rất là đẹp to. Đây là hồ điệp rừng. Một cái làng gì đây, có một cây như cẩm báo. Đây, một cây cẩm báo là lăng là lạc, người ta cột về luôn. Và một bó thanh đạm hàm long nha mọi người. Đây. Đó là cái combo thứ nhất. Rồi, tiếp theo là cái combo thứ hai. Thứ hai là một miếng cách ly da rừng này. Này là đen con tâm này. Này là quế nhãn hương. Này là huyết nhung nha mọi người.
bó nước nhung này, ngọc thạch. Này quế nè, mẹ bồng con đấy. Đây quế luôn. Này là kim anh nha mọi người. Này là thanh đạo hàm long. Này hồ điệp rừng. Này là thanh đạo hàm long. Đó là combo thứ hai. Rồi, tiếp theo là combo thứ ba. Em đã cân đối mỗi phần rồi nha mọi người. Đây, đây là kim anh. Này là hồ điệp rừng. Là gián hương nha mọi người. Đấy, rất là dài, ba cây. Này là huyết nhung, bó huyết nhung. Này là cách ly da rừng nha mọi người. Này là ngọc thạch. Này là thanh đạm hàm long, rất là xanh tươi nha mọi người. Và cuối cùng là cũng thanh đạm hàm long. Đây, thanh đạm hàm long, hoa rất to đẹp và nở bền, mùi thơm. Đó là combo thứ ba. Mỗi combo như thế này là 300 nha mọi người, rất là rẻ. Rồi, tiếp theo là combo thứ tư. Lộ lan này, ngọc thạch này, bộ nhắc điểm hoàng. Này là huyết nhung nha mọi người, đang có nụ này, chuẩn bị ra hoa này. Đây, đang nụ có huyết nhung đây. Đây, sắp có hoa rồi. Này là quế giáng hương này, rất là đẹp, xanh tươi. Thanh đạm long nha mọi người, một kia rất là to, rất là đẹp. Đấy, mọi người về trồng luôn. Này là hồ điệp rừng. Rồi một bộ kim anh. Rồi, đó là cái combo thứ tư. Rồi, combo thứ năm mình có là một bụi huyết nhung này. Đấy, rất là nhiều cây nha mọi người, huyết nhung rất là nhiều. Này, một chè ngọc thạch. Này, đen con tâm nha mọi người. Đấy, hoa của nó đây, rất là đẹp nha. Đen con tâm là chỉ có ở con tâm mới có thôi nha mọi người. Nhưng mà là đặc hữu của vùng rừng con tâm á. Bên kia có mấy bộ nguyên bản là cũng đen con tâm luôn. Mấy hoa rất đẹp nha mọi người. Đây, này là thanh đạm hàm long. Này là thanh đạm hàm long. Này, hồ điệp rừng. Thanh đạm hàm long. Hồ điệp rừng nha mọi người. Này quế nhẫn hương á. Đây, nhẫn hương luôn. Đó là cái combo thứ năm. Rồi, tiếp theo em giới thiệu combo thứ 6. Đây, còn mới lại lan này.
cây này người ta nói cái gì không? Giống ức nhung là lá mà mềm mềm mỏng mọc, mềm mềm dẻo dẻo à. À, cái bó này người ta nấu là mèo hoang à. Quên. Này là nhãn hương. Này, nhãn hương nha mọi người. Nhãn hương này. Này là kim anh. Ngọc thạch. Này, ngọc thạch đã xuống lái rồi nha mọi người. Bao huyết nhung. Này là hồ điệp rừng nha mọi người. Này, kìa thanh đạm hàm long nè, rất là đẹp. Đây, người về trồng là một chậu rất là đẹp. Nè, đó là combo thứ 6. Rồi. Tiếp theo em giới thiệu combo thứ 7. Đây, có một bụi lụa vàng này, đang có nụ này. Đấy, đang ra mái rồi. Người ta bó trong cái một cái cây cho nó đẹp thôi, chứ còn không phải nguyên bản nha mọi người. Đấy, lụa vàng rừng. Là thanh đạm hàm long. Này là quế nhãn hương. Này là cách ly da. Bó kiều vuông. Này là đen con tâm nha mọi người. Đấy, hoa âm sầm này rất là đẹp. Này là kim anh cũng đang có hoa này. Đấy, này hồ điệp rừng, thanh đào hàm long. Này cũng thanh đạm hàm long. Hoa thanh đạm hàm long to lắm nha mọi người. Rất là to. Đó là cái combo 7. Rồi. Tiếp theo là combo thứ 8. Này, huyết nhung. Huyết nhung một bó này. Nhìn trong cái lá nó dài 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 này, do nó ở trong rừng sâu nha mọi người. Nhưng mà nó không sao. Đây. Nó về nó ra những cái thân mới là nó không xanh băng mỡ như thế này nè, nên không sao có vấn đề gì hết. Này trong quá trình nụ nè, này phát hoa rất là dài nè. Đây là thân hoa cũ của nó nè. Hoa nói chung rất là đẹp nha mọi người. Đây bó hoàng thảo tam bảo sắc thân tím. Này là hồ điệp rừng. Này là nhãn hương. Này là kim anh. Đây, một dề thanh đạm hàm long rất là to. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Một loại hoa rất là đẹp. Đấy, đó là cái combo thứ 8. Rồi, giới thiệu cái combo thứ 9. Cây này, này là rau mực nha mọi người. Rất là đẹp. Chờ, nhìn cái cây rất là đẹp nha. Này là ngọc thạch. Đấy, à, hoa rất là sai nha mọi người. Này, hoa, cái này là hoa đã ra trái này. Nặng quá gãy luôn rồi. Đấy. Này là hoa điệp rừng. Này là nhãn hương nha mọi người. Này cũng nhãn hương này. Cây rất là đẹp nha. Hoa nhãn hương cũng rất là đẹp. Này là huyết nhung.
là những món mà mới thế này. Này thanh đạm long, đây là các ly da rừng, này thanh đạm long, rồi một quả thanh đạm long. Đó là phần combo thứ 9. Rồi phần combo cuối cùng của ngày hôm nay, đó là combo 10, những cái cây như thế này. Đấy. Này là giáng hương nha mọi người. Đấy. Chùm như thế này em cầm luôn. Này là hồ điệp rừng. Này là một bó huyết nhung, rất là nhiều cây nha mọi người. Đó, người ta bó bằng dây lạc này này. Này là ngọc thạch. Đấy, nó rất là say hoa này. Đây mọi người nhìn cái mắt hoa này. Đó. Này là cách ly da rừng nha mọi người. Này là thanh đạm hàm long. Đây, thanh đạm hàm long. Thì rất là bự. Rồi, đó là em giới thiệu xong cái combo, 10 cái combo ngày hôm nay. Đó là mỗi cái combo như thế này á, là em bán với giá 300 nha mọi người. Đấy, mọi người nhanh tay sưu tầm. Rồi, tiếp theo em sẽ qua giới thiệu cái phần bạch hỏa hoàng. Đấy. Bạch hỏa hoàng là ngày hôm nay là chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 suất thôi. 8 phần như thế này. Một phần như thế này là em bán với giá 200 nha mọi người. Thế là em chia nhỏ ra để cho mọi người sưu tầm. Đấy, hoa của bạch hỏa hoàng cây là rất là nhỏ nhưng mà hoa rất là to. Đây, từ điểm này nó đang nụ này. Đây, nụ đang trồi rồi đây. Đấy, mọi người về ấy là chỉ là có hoa chơi rồi. Ghép đây là có hoa thôi. Đấy. Để em giới thiệu sơ qua một phần như thế này đây. Gồm những cái cây như thế này. Mắt. Đấy. Cây rất là mốc mắp. Đấy, người thấy không? Ngắn, tròn mốc. Đấy. Em quay qua cho mọi người nha. Rồi em chia cân đối ra rồi, bằng có cái nhỏ cây lớn. Này, một những cây như thế này. Rất là đẹp nha mọi người. Nguyên một chị nè. Có một anh nguyên bản này. Đấy. Rồi. Theo nè. Bạch hỏa hoàng rất là đẹp nha mọi người, hoa rất là đẹp. Một loại lan đắng sưu tầm. Em chỉ được 8 suất thôi. Người nào lấy nhanh tay thì lấy lúc trước thôi. Đây, những cái nụ đang nhô lên rồi đây. Sắp có hoa rồi. Mọi người thấy không? Cái này nó năm trước nó vẫn ra rồi nhưng bây giờ vẫn còn cái mắt hoa thì nó vẫn ra bình thường nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Đấy, nhìn nó tròn trịa, rất là đẹp. Này, bạch hỏa hoàng của rừng Côn Tâm nha mọi người. Đấy, rất là đẹp. Rồi với một cái suất thì em cân đối, gồm có tốn 8 suất như thế. Là mỗi suất nó cũng giống nhau thôi, nhưng cũng không khác gì. Đây cùng những cái phần cây như thế này. Đây, mỗi phần như thế này nó cũng giống nhau hết. Em quay sơ qua cho mọi người xem thôi. Thì nó cũng giống nhau. Mọi người mua một phần nào thì em sẽ bóc bất kỳ một phần nào trong này. Cùng những cây như thế này thôi. Nó cũng chả thêm giống nhau thôi chứ nó. Em đã chia cân đối giống nhau hết rồi. Đấy. Còn đó là cái phần bạch hỏa hoàng. Đó, 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần. Ngày hôm nay có 8 suất thôi, 8 suất bạch hỏa hoàng thôi. Mọi người nhanh tay sưu tầm. Hôm nay em có một cặp vành đa nâu nha mọi người.
Đấy, mọi người sạc trên mạng là có cái tên là Vanda Nâu, hoa nó như thế nào là mọi người ấy. Đấy, rất là say hoa nha mọi người. Rễ của nó là nó thân lên thẳng. Ngày hôm nay thì em có một cặp thôi, hay chỉ có một cặp này thôi. Ai sưu tầm cái này thì ấy, hoa cũng rất là đẹp, một loại lan rất đáng sưu tầm, mình đang nâu nha mọi người. Đấy, một cặp này em bán với giá là 300 nha. Rồi rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Thì mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua cái số điện thoại là 0120 611 5694, em để trên tựa đề của clip. Mọi người nhanh tay đặt hàng, người nào đặt trước thì em ưu tiên trước thôi. Đấy rồi, một lần nữa thì em cái clip này em quay giờ cũng hơi muộn rồi. Rồi chắc sáng mai em mới đăng lên được, rồi mọi người cùng xem được thì đặt hàng thôi. Với là cái họ hoàng này là có một số cô chú anh chị đó dặn em rồi, nhưng mà giờ trừ em không biết người nào dặn hết. Với lại cái nhiều lúc đó là sợ người ta đã mua rồi, mua cho em có mua chỗ nào rồi, nên em quay lên đây. Mà nếu mua được thì mọi người nào mua được thì ấy, còn không là đừng có, cũng đừng có like em nha, em cũng không nhớ nổi đâu, nên mọi người thông cảm cho em. Chứ nhiều lúc ấy là em cũng nhớ không hết, không nổi được. Đó, mọi người thông cảm, hết sức thông cảm cho em. Đó, thôi một lần nữa thì em chúc mọi người là một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. À, em xin phép dừng clip tại đây. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe clip của em và ủng hộ kênh của em suốt thời gian vừa qua. Rồi, em xin phép chào tất cả mọi người nha.